Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the looks in the banner. Legacies. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Welcome back. Thì hôm nay như đã hứa, mình sẽ cùng với anh em build một nhân vật sụt Witcher với trang bị cực kỳ là thấp, với set lên gần damage trên người và một cái win 2. Mà hiện tại em nó đang đứng ở cái map cao nhất bằng với level mà có thể nó lên được. Và cụ thể ở đây là gì? Chính là em nói đang ở level là 1012 và đang trên ở map AB1. Anh em hãy nhớ 1012 mà có thể trên được AB1, cùng khi mà anh em lên được 1000 thì anh em có thể lên được AB1 rồi. Và muốn lên AB2 phải là 1020. Và hiện tại em nó đang farm ở vị trí là hotspot. Quái cực kỳ đông và cực kỳ mạnh mẽ, chứ không phải là đứng núp quái để trốn quái để có thể sống sót được, mà đây là có thể farm được luôn. Thế làm sao để có thể build được một em súng như vậy? Thì trước mắt chúng ta hãy đến với trang bị của em nó. Chúng ta có ở đây là gì? Một set len gần cộng 13, cái mũ, cái áo thì chỉ là cộng 10, cái chân thì cộng 11, cực kỳ cùi. Được có cái chân cộng 15, cái quần cộng 11 và một cái tay chỉ là cộng 11 mà thôi. Và vũ khí của em nó chỉ là một cái gậy 380 bình thường cộng 15, chứ không phải là cái 380 excellent hay là khảm mắc đồ như anh em hay nói là mình hay build mắc đồ các kiểu. Thì hôm nay sẽ là nhân vật cực kỳ thấp. Và vòng cổ của em nó chỉ là một cái vòng cổ hồi 8 mana khi mà giết quái, kèm theo đó là sẽ một cặp O-ring level 700 để tăng 7 speed, và một cái O-ring bên trái level 300 để thêm được 200 máu. Ngoài ra cái cặp ring của em nó chỉ là cặp ring 2 hộp DDHP 44, và bên này là DDH mana vẫn là 44, và một cái win cộng 10 như mình đã nói từ này, một cái khiên level 145 cực kỳ rẻ mạt luôn, và không thể thiếu để có thể gây đam được quái chỉ là cái putnik này. Thì sự lợi hại của putnik là khi mà có thể gây đam 13, hiện tại đang là 777 thì nó sẽ gây ra 13% máu tối đa của quái khi mà xảy ra hiệu ứng putnik. Và enter chỉ là 770 đủ để kích hoạt putnik đi ra cộng 10 mà thôi. Và tại sao em nó có thể đứng được ở cái mảng cao như vậy với những trang bị như thế? Điều quan trọng chủ yếu là cách build mà anh em muốn tăng cho nó. Chắc chắn chúng ta sẽ phải đi với theo nhân vật là dòng súng Agi. Với Agi là 2000 max speed 288/288, strength chỉ đủ mang đồ thôi nha anh em. Và lấy 500 mana để vừa học skill và vừa có thể gây được đam này được mục đích. Và chúng ta đạt được ở đây là gì? Crit đam 35%, không cần excellent đam hay double đam cứ gì hết. Và chúng ta sẽ có điều quan trọng để có thể trụ được là khả năng giảm đi 55% nhấn vào đam nhấn vào, và 79% đam đã được hấp thụ đi, gần như là quả chỉ gây ra đam cơ bản, và còn đam thuộc tính là gần như là mid. Thì 55% này ở đâu ra? 55% này nó sẽ đến từ item mà anh em trong mang lên người. Đầu tiên là cái mũ 7-4 là DD sẽ được giảm là 11%. Tiếp tục chúng ta sẽ có là cái áo. Đây mình sẽ tắt bớt nhưng mà đi cho anh em trên thế giới khỏi chat. Chúng ta sẽ có 44 là 8%, 54 đây cái quần, cái quần chỉ là 5% mà thôi. Cái chân sẽ là bao nhiêu? Đây cái chân sẽ là 7-4 là 11%, và cái tay đây là 5, và chúng ta cộng lại, bây giờ chúng ta sẽ cộng lại 11 cộng với 8 cộng với 5 cộng với 11 tiếp cộng với 5 sẽ là 11 với 11 là 22, 22 cộng 8 là 30, 5 cộng 5 là 40%.
Vậy là 40, đây mình sẽ viết lại cho anh em. Đây là 40% nha anh em. Nhưng mà ở đây 55% thì ở đâu ra? Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp ring DD4 nữa, hai cái nghĩa là 8. Ring nhân 2 của 4. Đây. 4 nhân với hai cái là sẽ là 8%. Và 40 cộng 18 sẽ là 48%. Vậy tại sao lại có 55? 55 chỉ là cái khiêm ở cái lấy socket thứ hai DD reduction thêm 7%. Tiếp tục chúng ta lấy 48 cộng với 7 sẽ là 55. Và con số 55 này được đam được giảm đi chính là 55% reduction đam này. Ngoài ra chúng ta sẽ có 79% absorb rate. Absorb rate nó sẽ được tăng bởi cái skill sụt barrier và wing. Hai chữ này sẽ được cộng lại. À này mình quên nói, chúng ta sẽ có thêm một cái con ngựa ma level cộng 3, yêu cầu lập ma 800. Và hiện tại ngựa này đang cộng 3 nha anh em. Vậy đối với bảng master như vậy, à bảng A thì chúng ta sẽ đả qua một chút về cái bảng thuộc tính. Thì thuộc tính của mình attack power chỉ là 776, nhưng mà depth nó lên tầng 1017. Đấy, 1017 depth, cực kỳ ngon. Đấy là sự lợi hại khi mà anh em tăng như Agi. Tiếp tục chúng ta hãy đến với bảng master. Bảng master của em nó ở ô đầu tiên mình sẽ là giảm đi phần trăm cái thiệt hại khi mà gây lên các cái vũ khí, làm giảm cái tiền mà anh em sửa chữa đồ. Ngoài ra chúng ta sẽ tăng 11 điểm vào hồi mana, tránh hiện tượng hết mana khi đi trên, và 10 máu và 18 đến 20 điểm hồi AG vì tốc độ đánh của anh em rất là cao. Anh em có thể thấy hiện tại tốc độ đánh max speed, đây max speed, max speed 288 đến 288, đúng không em? Vậy ngoài ra chúng ta sẽ tăng thêm 15 điểm bảo thủ. Đây thủ của anh em đây, đẹp đây, như ở video trước mình đã nói. Và mình sẽ chỉ đảo qua một số vấn đề quan trọng ở trong cái bảng master này mà thôi. Thì chúng ta sẽ dồn tiếp 20 điểm vào NE và Agi là hai cái điểm mà mình đang cần nhất, và thêm 15 điểm vào Stain đây để mình giảm cô, để mình tăng vào Agi và lấy 10 điểm vào khiên và 10 điểm, 15 điểm vào đẹp cơ bản để tăng thêm đẹp 2657 đẹp. Và chúng ta phải tăng thêm 20 điểm vào attack success rate để làm gì? Để tăng khả năng tấn công thành công, và chúng ta sẽ không mít khi mà chúng ta đánh quái. Chúng ta sẽ tăng 10 điểm vào lightning stain, 10 điểm vào battle stain và 10 điểm để lấy quẩy rồng. Và chúng ta cũng phải tăng thêm 10 điểm vào máu để tăng thêm được 10 điểm max mana và 11 điểm vào max AG. Như mình đã nói hồi nãy, AG tụt rất là nhanh, cột tím mất đi rất là nhiều. Cuối cùng chúng ta sẽ tăng tiếp 15 điểm vào max máu để có được một lượng máu có thể trụ được quái. Nhưng mà nếu sau này em lên map cao thì cái điểm này cực kỳ quan trọng. Ngoài ra chúng ta sẽ phải bắt buộc tăng thêm attack rate và lấy 10 điểm vào one hand. Riêng mình, nếu mình đã đi theo con đường không cần, đây anh em phải hiểu là khi mình tăng 10 điểm vào cái ô đầu tiên thì ô thứ hai chúng ta sẽ tăng thêm được 10 speed nha anh em, attack speed increase by 10 đấy, và lấy 20 điểm vào sụt banner để giảm được thêm 13,52% đam reduction, cực kỳ ngon. Đam là đam absorb rate, là đam hấp thụ chứ không phải là đam giảm đi khác nha anh em. Và lấy 10 điểm vào hồi mana và 20 điểm vào hồi máu. Chúng ta cũng tăng thêm 10 điểm vào khả năng tồn tại lâu của cái vòng sụt barrier, và lấy 20 điểm để tăng max mana tối đa có thể. Ở đây chúng ta sẽ lại lấy 10 điểm tỷ lệ hồi 100% máu và lấy 20 điểm hồi 45 máu mỗi đòn đánh có tỷ lệ xuất hiện nhanh nhé.
và ở đây chính là bảng Master. Thì Master 4 là sao? Đối với Master 4 của em nó, chúng ta hãy đến ngay lập tức bây giờ. Rồi Master 4 mình sẽ di chuyển. Một số anh em hay hỏi là làm sao để có được cái quyền rồng nâng cấp, thì chúng ta phải di chuyển xuống đây con chuột chuột nhấp vào số 2. Chúng ta sẽ tăng 10 điểm tối đa ở hang này, tối thiểu chứ không phải là tối đa. Để tăng được ô chúng ta tăng start. Start này chúng ta sẽ tăng vào Agi. Ok, start Master 4 sẽ tăng vào Agi. Đây, tăng vào Agi. Tiếp tục chúng ta tăng thêm máu để tăng khả năng trụ máu. Và ở ô dưới chúng ta sẽ tăng thêm 10 điểm để tăng thêm đẹp của nhân vật. Ngoài ra chúng ta sẽ lấy đi bút độc để làm cho độc quái nên khả năng đau chúng ta sẽ ok hơn. Và ở cột dưới mình sẽ không tăng vào Ytric Magic vì đam của mình hiện tại phụ thuộc chủ yếu là đam bút đích mà thôi, đam thuộc tính. Nên mình sẽ dồn điểm xuống, tăng vào All-Star Master 4, cùng tiếp tục dồn vào Agi. Và chúng ta hãy chiêm ngưỡng em nó lại lần nữa với gần 1,2 triệu đam. Đây, gần 1,2 triệu đam thuộc tính và gần 60k đam bình thường, cực kỳ ngon. Với một set đồ cực kỳ rẻ như này thì việc mà anh em có thể trên được ở map cao rất là đơn giản, so với em đầu tư là set SH này cái các kiểu con đa điệu. Thì trên đây mình đã build một nhân vật sum với item thấp theo yêu cầu của anh em. Hy vọng và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Và anh em đừng quên để lại bình luận cho mình để thấy được video này có ích hay không, và mong muốn của anh em tiếp tục build một nhân vật nào. Và xin nhắc lại là mình vẫn còn nợ một bạn build một nhân vật GL và mình đang trên đường làm cái nhân vật GL đó, và hy vọng là sẽ có video sớm nhất cho bạn. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.